Chào mừng mọi người đến với Chica View, kênh YouTube chuyên về bất động sản. Hiện tại là mình đang di chuyển trên con đường quốc lộ 13 thuộc về thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và tiến tới đường Ngô Quyền để vào view thực tế và cung cấp một số thông tin về dự án Golden Center City 2 ở Bến Cát này. Bây giờ đèn đã xanh rồi thì mình sẽ rẽ vào đường Ngô Quyền. Ok mọi người, mình đã vào đường Ngô Quyền của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sẽ quẹo vào cổng của Golden Center City 2, một dự án thuộc về của tập đoàn Kim Quang Group, chủ đầu tư là Thuận Lợi ha. Về cái dự án này thì mình đã quay thực tế rồi và hôm nay là mình sẽ review lại và cung cấp một số tin, và trong đó có một cái tin sẽ làm cho các chủ đầu tư của dự án này có một chút gì đó vui ha. Giống như mình thì mình cũng đã mua trong cái dự án này, thì khi đọc cái tin này thì mình cũng cảm thấy là có một cái gì đó nó hy vọng, có gì đó nó có vui, có niềm vui, và mong rằng là trong năm 2021 thì sẽ được nhận một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cái khu này. Thì đây là con đường chính của cái dự án Golden Center City 2. Trục đường này có tên là đường D3. Thì cái dự án này ngoài cái tên Golden Center City 2 á, thì nó có cái tên khác, đó là khu dân cư Mỹ Phước 4, thuộc về khu B. Tổng diện tích của cái khu này là hơn 20 hectare nha mọi người. Thì mình đang chạy và cho mọi người thấy cái hình ảnh thực tế của cái khu này. Một cái khu khá là lớn và nằm tại vị trí đắc địa, đó là trung tâm của thị xã Bến Cát. Mình sẽ quẹo qua con đường N8, đường nhánh 8. Còn cái đường nhánh 9 dưới kia thì họ chưa có đổ nhựa nên mình sẽ chưa chạy vào làm gì. Và đặc biệt là trong cái video clip này là mình sẽ quay ngay chỗ cái khu đất hơn 7.000 mét vuông lại vướng vào cái phần đất công. Và trong cái phần đất công đó thì nó có hai cái nhà xây dựng và bị đình chỉ. Thì khi mà quay tại cái chỗ đó thì mình sẽ đọc cái bản tin mới nhất về cái khu này. Ngay chỗ này thì vẫn chưa có cán nhựa, đường thì vẫn còn là đường lát đá mi mọi người ha. Ở ngay chỗ này, cái đường N5 này có một cái mặt bằng khá là lớn, mình nghĩ chắc nó khoảng 24 mét, nó khá là lớn ha mọi người ha. Thì mình sẽ chạy vòng vòng toàn cái khu toàn của cái dự án này, rồi sau đó mình sẽ đọc một số tin tức. Có một tin chứ không gọi là một số, có một tin tức làm cho các nhà đầu tư hoặc là chủ những
những cư dân mà sinh sống trong cái dự án Golden Center City 2 này sẽ cảm thấy vui. Và nếu ai đã đọc rồi thì giờ nghe lại ha. Còn hôm nay là mình sẽ đọc cái tin này. Cái tin này cũng khá là hot, được các tờ báo lớn là họ đưa, giống như là Tuổi Trẻ Online, rồi báo Pháp Luật và Cuộc Sống họ cũng đã đưa về cái tin này. Bây giờ trước mắt thì mọi người hãy xem cái review mới nhất thực tế về cái dự án. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2020. Một dự án khá là lớn và hiện tại là nó bị đình chỉ. Và hy vọng rằng là vào năm 2021 thì chúng ta sẽ được hoạt động trở lại bình thường, và những cư dân, những nhà đầu tư ở cái dự án Golden Center City 2 này sẽ được cấp sổ sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hôm nay thì mình sẽ không đánh giá về cái khu này, mà chủ yếu là sẽ cho mọi người xem về hình ảnh thực tế mới nhất của cái dự án gọi là khu dân cư Mỹ Phước 4B. Còn khu A thì nó ở bên mặt tiền của quốc lộ 13. Khu B này thì mặt tiền của nó là trổ ra đường Ngô Quyền. Ok mọi người, chút nữa mình sẽ chạy lại ngay chỗ cái cầu. Một cái cầu mà đã làm, mình nghĩ là đã làm xong rồi, nhưng mà chưa được chính quyền ủy ban Bến Cát cho, bên Bến Cát cho thông ra ngoài quốc lộ 13. Đây là con đường sẽ dẫn tới cái cầu này. Chưa có cát nhựa, chỉ là đổ đá mi thôi. Và cái cầu này bắt qua thông ra quốc lộ 13 nhưng mà chưa được phép mở cửa, nên mọi thứ là nó còn bỏ dang dở đó nha mọi người. Phía trước đó là quốc lộ 13. Thì khi nào mà bên Bến Cát họ cho phép thông ra quốc lộ 13 thì nó tạo thành một cái ngõ tư, và ngõ tư này sẽ băng qua bên ngay chỗ bệnh viện Mỹ Phước. Thì cái khu Golden Center City 2 này nó sẽ đẩy bật lên cái sự phát triển về giá cũng như là về cư dân sinh sống. Thì theo như mình thấy thì cái khu B này, cái mật độ mà cư dân mà đến mà sinh sống ở đây nó còn nhiều nhiều hơn cả khu A. Đây là đường D6 đây mọi người, đường D6. Thì cái khu B này nó có hai phần. Một cái phần là đi từ quốc lộ 13 qua đường Ngô Quyền đi vào, thì cái phần bên tay trái là mình đang quay video clip này. Còn có một phần nhỏ đối diện với phần này, thì bên tay phải của đường Ngô Quyền. Thì khu B này nó có hai phần như vậy đó. Thì lúc này trong video clip này thì mình sẽ chủ yếu là mình quay về cái khu bên tay trái của đường Ngô Quyền từ quốc lộ 13 đi vào thôi ha. Còn cái khu bên tay phải thì nó cũng nhỏ thôi, cũng không có gì để mà quay. Những cái chuyển biến của cái khu đó thì cũng không có gì. Mọi người có thể xem lại cái video clip cũ. Còn lúc này thì mình quay về cái khu bên tay trái này thôi, của
Golden Center City 2 so với đường Ngô Quyền. Rồi mình sẽ xuống ngay chỗ cái khu bãi đất công hơn 7.000 mét vuông đó, và có hai cái nhà xây dựng trong đó và tố cáo chủ đầu tư, để cho mọi người nắm rõ về tình hình cũng như là cái tin tức mới nhất về cái khu Golden Center City 2 này. Rồi ok mọi người, bây giờ mình sẽ chạy xuống cái khu 7.000 hơn 7.000 mét đất công. Thì đây, bắt đầu từ cái chỗ này cặp cái con kênh này. Đây là những đây là cái lô đất, nguyên một cái dải lô đất này thì nó đang bị vướng vào cái phần đất công. Đây thì có hai căn nhà mà cắt trong cái phần đất công này, và họ đã gửi đơn lên tố cáo chủ đầu tư là công ty Thuận Lợi. Và hôm nay thì mình đã đọc qua tin tức và thấy rằng là có những cái thông tin từ bên Thuận Lợi họ cung cấp với báo chí, đó là những cái tin khá là tốt lành, và hy vọng rằng là sẽ sớm được giải quyết và cung cấp sẽ ra sổ chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả những nhà đầu tư cũng như là những cư dân đang sinh sống ở đây. Thì bây giờ mình sẽ xuống và mình quay cái video clip về cái nhà mà đã xây không được phép xây dựng này ha. Mọi người chờ trong giây phút nha. Ok mọi người, đó là một cái căn nhà của một cái chủ nhân mà xây trên phần đất công và bị đình chỉ, và họ đã tố cáo chủ đầu tư là công ty Thuận Lợi tới cơ quan nhà nước. Bây giờ mình sẽ đi qua căn nhà thứ hai cũng bị như vậy, và cũng một cái chủ nhân khác họ tố cáo, thì để xem những cái căn nhà này nó như thế nào. Đây mọi người, đây là một cái căn nhà tiếp theo mà mình có một cái chiếc xe hơi ở trong đây. Thì mình sẽ xuống và mình quay cái căn nhà này cho mọi người.
Rồi, xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta vừa di chuyển và mình vừa xem hình ảnh thực tế của dự án. Rồi mình sẽ đọc cái tin tức và vừa cập nhật tới để cho tất cả mọi người cùng nghe, và những nhà đầu tư cũng như là những người, những cái cư dân của khu vực này sẽ có một cái chút gì đó nó hy vọng về cái sổ đỏ ha, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rồi đây, đây là một cái tin từ báo Tuổi Trẻ Online. Thì cái tin này đăng như sau. Cái tựa đề là không khởi tố vụ án liên quan tới khu dân cư Mỹ Phước 4, Bình Dương. Tuổi Trẻ Online, Bộ Công an quyết định không khởi tố hình sự vụ án liên quan tới dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, tỉnh Bình Dương. Việc này giúp hàng ngàn người thoát cảnh đứng ngồi không yên khi dự án được tiếp tục triển khai để cấp sổ đỏ cho dân. Đó, thì đọc tới chỗ này thì những người đầu tư trong vào cái dự án này thì cũng sẽ thấy có gì nó vui vui rồi phải không? Phấn khởi trong lòng rồi ha. Ngày 9 tháng 11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện chủ đầu tư dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, thị xã Bến Cát là công ty cổ phần đầu tư phát triển Thuận Lợi, xác nhận đã nhận được thông báo mới đây của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến dự án. Quyết định này đã tháo gỡ nút thắt cho hàng ngàn khách hàng. Theo quy hoạch, chỉ tính riêng khu bơi của dự án đã bao gồm hơn 1.500 lô, gồm cả nhà ở xã hội. Trước đó, nhiều hạng mục hạ tầng đã được xây dựng và chủ đầu tư đã ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng, nhưng việc giải quyết thủ tục dự án phải tạm dừng do kết quả xác minh của Bộ Công an. Chờ kết quả xác minh của Bộ Công an ha. Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương, khu dân cư Mỹ Phước 4 gồm có khu A hơn 13,6 hectare đã hoàn thiện cung cấp sổ cho khách hàng. Khu B là hơn 26,4 hectare đang hoàn thiện. Khu B là cái khu mình đang di chuyển đây. Đang có những cái hình ảnh trên màn hình mọi người thấy ha. Những lùm xùm xuất phát từ việc hoán đổi khu đất công ích hơn 7.551 mét vuông nằm xen trong quy hoạch của khu B dự án. Khu B của dự án. Trước đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thiên Phú, chủ đầu tư cũ, hoán đổi khu đất này do đất không tiếp giáp với đường do nhà nước quản lý và nằm trong quy hoạch của khu dân cư. Sau khi mua trúng đấu giá và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chuyển đổi chủ đầu tư, công ty Thuận Lợi đã tiếp tục thực hiện thủ tục xin hoán đổi khu đất. Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản chấp thuận việc hoán đổi, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 7.551 mét vuông bằng một quỹ đất tương ứng để địa phương xây dựng công trình phúc lợi. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau, tới 25 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản thu hồi chủ trương hoán đổi. Trước đó, lý do cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã để hai khách hàng là ông HDA và bà TTX tự ý xây dựng nhà khi chưa thực hiện xong thủ tục đất đai. Lô đất của hai khách hàng này trùng một phần với diện tích 7.551 mét vuông đang làm thủ tục. Thì hai cái căn nhà mà lúc nãy là mình có quay cái video cho mọi người xem đó là hai cái căn nhà đó là do hai khách hàng là HDA và bà TTX, là hai cái khách hàng này đó, là hai căn lúc nãy mình quay đó. Do việc hoán đổi, quyết định thủ tục hoán đổi khu đất 7.551 mét vuông kéo dài,
toàn bộ dự án bị ảnh hưởng, nên chủ đầu tư đã có thời điểm đưa ra phương án nếu cơ quan chức năng không cho phép hoán đổi thì điều chỉnh tách diện tích đất này ra khỏi dự án. Nhưng kiến nghị này cũng không được chấp thuận. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết quan điểm của tỉnh là khu đất công ích 7.551 mét vuông nằm xen trong ranh dự án đã được chủ trương cho hoán đổi trước ngày luật đất đai năm 2013 có lịch có hiệu lực, nên không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng phải xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ trước khi làm thủ tục giao đất cho thuê đất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nếu cắt khu đất công ích ra khỏi dự án này thì phải điều chỉnh lại toàn bộ cơ cấu sử dụng đất, điều chỉnh tổng thể quy hoạch của dự án, nên sẽ tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện, gia tăng chi phí và phát sinh nhiều hệ lụy khác. Hơn nữa, do vị trí khu đất này nằm trong quy hoạch lại không giáp đường, nên nếu tách ra khỏi dự án rất khó kết nối hạ tầng chung với khu vực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi có văn bản phúc đáp của Bộ Công an, tỉnh sẽ có cơ sở xem xét giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp đối với khu đất 7.551 mét vuông tại dự án. Đây là những cái thông tin thêm đây. Không có tội phạm xảy ra như tố cáo. Theo tìm hiểu, ông HDDA quê ở Bến Tre, bà TTX quê ở Thừa Thiên Huế, mỗi người mua một lô đất 100 mét vuông. Tại khu dân cư Mỹ Phước 4, thông qua hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng có điều khoản bên mua thanh toán quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư, còn giá trị xây dựng ở thì hai bên ký phụ lục hợp đồng sau. Tuy nhiên, hai khách này đã tự xây trên lô đất mà không thông qua chủ đầu tư, nên đã bị cơ quan chức năng tiết còi do thủ tục đất đai chưa được thực hiện xong. Chủ đầu tư cho biết đã nhiều lần mời hai khách hàng để giải quyết, trong đó công ty sẵn sàng bồi thường, hỗ trợ tiền đất và chi phí xây dựng, lãi suất, nhưng hai khách hàng không hợp tác và nộp đơn tố cáo. Chủ đầu tư nhận có thiếu sót khi không quản lý chặt chẽ để hai khách hàng tự ý xây nhà trên đất. Sau một năm thụ lý đơn và tiến hành xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có tội phạm xảy ra như đơn tố giác của khách hàng. Đó là toàn bộ những cái thông tin về tin tức mới nhất của khu Golden Center City 2. Đây là một cái căn nhà đây. Thì căn nhà này lúc nãy mình cũng đã quay video clip cho mọi người của ông HDA và bà TTX xây dựng dính vào một phần của đất công 7.551 mét vuông. Thì từ đó thì những cái tin tức mà mình vừa cung cấp cho mọi người thì Bộ Công an xác định là không có gì, và Ủy ban Nhân dân họ sẽ lấy từ cái kết luận điều tra của Bộ Công an và sẽ tiến hành giải quyết những cái thủ tục để mà cung cấp cái sổ đỏ cho những nhà đầu tư cũng như là cư dân sinh sống tại khu đô thị Golden Center City 2 này, hay còn có tên khác là khu dân cư Mỹ Phước 4 khu B ha mọi người ha. Rồi thì giờ mình những cái gì, những hình ảnh thực tế review mới nhất về cái khu này cũng như là những cái tin mới nhất về cái liên quan tới phần 7.551 mét vuông đất công và hai cư dân xây nhà trong cái khu này tố cáo, thì của Bộ Công an cũng đã giải trình trên cái phần mình đọc tin cho mọi người. Và hy vọng rằng mọi thứ đều giải quyết để đôi bên đều đạt được cái quyền lợi và niềm vui như mình mong đợi. Riêng về kênh Chica View cũng xin chúc các nhà đầu tư cũng như là
những cư dân mà sinh sống trong cái khu đô thị thương mại dịch vụ Golden Center City 2 này sớm có sổ đỏ, và chúc mọi người luôn vui vẻ, sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một cái video clip khác. Xin chào và tạm biệt mọi người.